Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn có một ngày mới thật là vui vẻ và hạnh phúc. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay thì trời Hà Nội lại mát quá rồi. Tôi đem cái xe ra đây, vừa mới đem ra đến nơi thì trời lại mưa. Trời bắt đầu mưa nhưng bây giờ cũng đã đỡ rồi. Tôi sẽ bắt đầu giới thiệu cho quý vị và các bạn. Trước máy quay của chúng tôi ngày hôm nay thì tôi sẽ giới thiệu cho quý vị và các bạn ở cái phân khúc pick up. Đó là chiếc xe bán tải của hãng Chevrolet. Đó là chiếc xe Colorado. Đây là phiên bản cao cấp nhất của bán tải Colorado, đó là số tự động 2 cầu bản full. Và là chiếc xe được sản xuất năm 2017 và mới chạy có chuẩn là 5 vạn, hơn 5 vạn rồi. 5 vạn xịn đấy ạ, và tất cả còn nguyên bản, nguyên bản từ cái dàn lốp. Thưa quý vị và các bạn, tất cả đều nguyên bản hết ạ. Chúng tôi đang bán với giá là chỉ hơn 500 triệu đồng thôi. Chỉ hơn 500 triệu đồng thì quý vị và các bạn đã được sở hữu ngay một chiếc xe bán tải Colorado. Ở cái giá tầm tiền thì ở cái phân khúc bán tải hạng trung, nhưng mà option của nó thì ngang với option của một chiếc xe cao cấp như chiếc xe Wildtrak đấy ạ. Tôi sẽ giới thiệu cụ thể cho quý vị và các bạn cùng biết. Vì đây là chiếc xe Colorado full option, cho nên chiếc xe được trang bị đầy đủ tất cả. Ví dụ như là ghế da cao cấp này, ghế điện này, cảnh báo tiền va chạm này, phanh khoảng cách, cảnh báo lệch làn này, cảnh báo áp suất lốp này, đè nổ từ xa lên xuống kính chỉnh điện và lên xuống kính chỉnh điện bằng từ xa đó rồi. Tôi sẽ giới thiệu từ từ cho quý vị và các bạn cùng xem. Đây tôi sẽ giới thiệu cho quý vị và các bạn, đây là cái phần lên xuống kính bằng điện ạ. Đây ạ. Chiếc xe đã xuống kính bằng điều khiển trên trần và đây là lên kính ạ. Đây là cái phần lên xuống kính ạ. Và cái điều đè nổ từ xa, tôi sẽ giới thiệu đè nổ từ xa cũng điều khiển luôn ở trên cái chìa khóa này ạ. Đây là cái phần đè nổ từ xa, chiếc xe đã nổ rồi ạ. Và bây giờ tắt đi thì cũng với một thao tác rất là đơn giản, chỉ cần bấm giữ thôi ạ. Đây là một cái option mà ở những chiếc xe bán tải khác không có được. Ví dụ như cái xe Wildtrak cũng không thể có được. Nhưng chiếc xe Colorado này lại có được những cái option này rồi. Và đây là cái phần kính, là kính điện rồi ạ. Chỉ cần mở cửa là kính sẽ xuống ạ. Đây, tôi sẽ bấm. Chỉ cần mở cửa là kính xuống. Cũng đơn giản, ta chỉ cần đóng vào là kính sẽ lên. Đấy, rất là tiện. Sau đây tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi tìm hiểu về nội thất và ngoại thất, về máy móc của chiếc xe này, xem chiếc xe Colorado 2017 nó còn mới còn đẹp như thế nào ạ. Xem quý vị và các bạn bỏ ra hơn 500 triệu đồng thì có xứng đáng để sở hữu chiếc xe Colorado này không ạ. Mời quý vị và các bạn. Sau đây thì tôi cũng sẽ quay và giới thiệu qua cho quý vị và các bạn về cái phần ngoại thất của chiếc xe. Vì tôi cũng tranh thủ thôi, vì trời có thể sắp mưa to ngay bây giờ đấy ạ. Sấm chớp cũng đã lên rồi, cho nên là tôi sẽ quay và giới thiệu cho quý vị và các bạn về cái phần ngoại thất đã. Tất cả này còn rất là đẹp vì chiếc xe mới chạy được có hơn 5 vạn km thôi. Ở cái phân khúc bán tải mà chạy hơn 5 vạn km thì là rất là ít chứ không có nhiều đâu ạ. Vì những cái dòng xe bán tải này thì thường là chủ xe là sử dụng chạy rất là nhiều ạ. Vì chiếc xe này thì mới chạy có hơn 5 vạn km thôi. Và sản xuất là năm 2017, đăng ký là cuối năm 2017, cho nên là còn rất là đẹp ạ. Và xe thì cũng đã được trang bị thì rất là nhiều option, cảm biến trước sau, cảm biến va chạm, cả phanh khoảng cách, cảnh báo lệch làn đường, cảnh báo áp suất lốp. Riêng về cái phần bán tải thì chiếc xe Chevrolet Colorado này thì option tương đối là nhiều và có thể nói là option ngang với con Wildtrak 3.2 đấy ạ. Và Wildtrak 3.2 ở một cái option ví dụ như là lên xuống kính điện này, điều khiển đè nổ từ xa là không có được ạ. Chiếc xe Colorado này thì lại có được đấy rồi ạ. Nước sơn của xe thì còn rất là mới, rất là đẹp ạ. Vì chiếc xe này mới chạy có hơn 5 vạn km thôi. Và chủ xe thì đi cũng rất là giữ gìn ạ. Tuy có đôi phần xước sát thì một số cái phần xước sát thì không tránh khỏi được. Chúng tôi cũng chưa có làm lại đâu. Nhiều phần xước sát vì nó ở cái phân khúc bán tải này thì chúng tôi cũng sẽ cố gắng tiết kiệm nhất để đưa ra cái giá bán cho quý vị và các bạn nó cũng ở cái tình trạng giá nó hợp lý thôi. Chứ bây giờ chúng tôi cái gì cũng phải làm vào mới lại thì là cái giá thành nó sẽ lại cao lên rất là nhiều ạ. Đây là cái phần bao đời sốc trước của xe đấy ạ. Xe cũng đã được trang bị lên là
đèn LED ban ngày, đèn daylight đấy và đèn gầm, cảm biến trước đã có đầy đủ hết ở chiếc xe Colorado 2017 này rồi ạ. Đây là cái phần 3R sốc sau, xe cũng đã được trang bị lên là camera này, cảm biến lùi. Camera cảm biến lùi cũng đã được trang bị hết lên chiếc xe Colorado này rồi đấy ạ. Đây là cái camera nguyên bản của xe đấy ạ. Đây là cái phần cảm biến sau. Cảm biến sau của xe đấy. Còn đây là cái phần cảm biến trước của xe. Đây là cái phần la răng của xe. Xe cũng đã được trang bị là la răng đúc và la răng mặt phay. La răng 18 và cái dàn lốp này của nó còn rất là dày ạ. Quý vị các bạn nếu mua chiếc xe này về thì cũng chỉ việc đổ dầu và chạy thôi, chưa phải thay lốp đâu. Chạy cái lốp này có thể chạy được vài vạn nữa, không vấn đề gì cả. Và quay ở trong cái phần, tôi sẽ quay cho quý vị các bạn xem ở trong cái phần lồng rè đây ạ. Tất cả còn rất là sạch sẽ, rất là mới. Đây là cái phần lồng rè phía sau đây ạ, và taxi đây ạ. Tất cả còn rất là mới ạ. Đây là cái phần gầm của xe. Tất cả còn rất là sạch sẽ, rất là đẹp ạ. Rất là đẹp và lốp sơ cua thì còn rất là dày. Lốp sơ cua chưa sử dụng mấy nhưng còn rất là dày ạ. Đây là cái phần gầm của xe còn rất là mới ạ. Chiếc xe này thì chủ xe cũng đã lắp thêm cái nắp thùng và cái giá nóc ạ, nhìn rất là đẹp ạ. Đây là cái phần nắp thùng của xe và cái phần giá nóc của xe mà chủ xe cũng đã lắp thêm rồi đấy ạ. Xi nhan thì cũng đã được tích hợp lên gương. Và cái cặp gương này là cặp gương chiếu hậu là gương điện rồi ạ. Và được ốp chrome rất là sáng, rất là đẹp đấy ạ. Cặp đèn pha còn rất là mới. Rất là mới ạ. Đây rất là mới và đây là một cái giải đèn LED đấy ạ. Khi mà bật khóa điện lên, nếu như tôi bật khóa điện lên là cái giải đèn LED này nó sẽ sáng trắng. Giải đèn LED này sáng trắng rất là đẹp ạ. Cặp đèn hậu cũng vậy ạ, tất cả còn rất là mới, rất là sáng ạ. Đây là cái cặp đèn hậu đây ạ. Đèn này tích hợp lên là đèn phanh và đây là cái giải đèn này là giải đèn LED đấy ạ. Đèn xi nhan này, đèn lùi, tất cả còn rất là mới ạ, rất là đẹp ạ, chưa có xước sát, chưa có nứt vỡ gì cả. Nhìn về tổng thể nội ngoại thất thì chiếc xe này còn rất là mới ạ. Vậy nếu như quý vị và các bạn quan tâm đến chiếc xe này thì xin quý vị và các bạn hãy liên hệ theo số hotline của ô tô 360 của chúng tôi là 0905 608 883 để được tư vấn. Và nếu như quý vị và các bạn muốn xem xe trực tiếp, muốn lái thử trực tiếp chiếc xe Chevrolet Colorado này thì xin quý vị và các bạn hãy đến địa chỉ cửa hàng chúng tôi ở 16 Tô Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem xe và lái thử chiếc xe Colorado 2.8 này. Động cơ của chiếc xe này là động cơ diesel, là động cơ 2.8 và là hộp số tự động 2 cầu. Đây là bản full đã được trang bị full option hết rồi ạ. Nếu như quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 của chúng tôi. Xin cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây thì tôi sẽ không để cho quý vị và các bạn phải chờ đợi lâu nữa. Tôi sẽ quay và giới thiệu cho quý vị và các bạn về cái phần ngoại nội thất của chiếc xe. Đây là cái phần nội thất, bước vào cái phần nội thất. Tôi cũng quay cho quý vị và các bạn xem về cái phần keo chỉ của cái cánh cửa này đã. Tôi quay chi tiết cho quý vị và các bạn cùng xem để quý vị và các bạn có thể tự đánh giá được cái chất lượng cho chiếc xe Colorado này. Đây là cái bộ điều khiển lên xuống kính này, khóa cửa này, gương gập điện này, gương chỉnh điện và gập điện này. Tất cả các ốc này, ốc mây doang bản lề là còn nguyên bản hết ạ. Đây là cái bộ điều chỉnh đèn của xe đấy, nâng cao, cao thấp của xe đấy. Và cái vô lăng thì quý vị các bạn xem đây ạ, mới chạy có hơn 5 vạn chuẩn, chúng tôi cam kết đồng hồ là chúng tôi không tua. Tất cả là còn nguyên bản hết ạ, và cái vô lăng nó còn mới, còn đẹp như thế này. Nội thất thì Chevrolet cũng đã trang bị cho chiếc Colorado này là một cái nội thất da rất là cao cấp. Nội thất da cao cấp và ghế chỉnh điện đấy ạ. Ghế được chỉnh điện rồi đấy ạ.
ghế chỉnh điện này. Tiếp theo thì tôi sẽ quay cho quý vị các bạn, đây là cái cánh cửa phía sau bên lái, tất cả keo chỉ cũng còn nguyên bản hết ạ. Keo chỉ còn nguyên, táp bi cửa còn rất là đẹp. Nội thất ở phần phía sau này thì lại rất là đẹp ạ, vì là cái phần hàng ghế sau này thì rất ít người ngồi, thường là chủ xe lái xe cho nên là rất ít người ngồi, cho nên là cái ghế nó còn đẹp như này đẹp, tất cả là chưa có bị móp miếc gì cả đâu, tất cả là còn rất là đẹp, chưa có nhăn gì cả. Và đây là cái cánh cửa phía sau bên phụ, keo chỉ cũng tất cả còn nguyên bản hết ạ. Chúng tôi cam kết là chiếc xe này chưa có bị tai nạn, chưa có bị ngập nước, tất cả máy móc còn nguyên bản ạ. Từ cái gioăng, cái ốc bản lề, cánh cửa này, tất cả còn rất là mới ạ. Nội thất thì rất là đẹp rồi ạ. Không có cái điểm gì để chê đâu. Vậy nếu như quý vị các bạn quan tâm đến chiếc xe này thì xin quý vị các bạn hãy liên hệ theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi là 0905 608 883 để được tư vấn ạ. Đây là chiếc cánh cửa trước bên phụ đây ạ. Keo chỉ cũng còn nguyên bản hết ạ. Chưa có mất tí keo chỉ nào cả, tất cả là còn nguyên bản hết ạ. Táp bi cửa thì rất là đẹp ạ. Táp bi cửa thì rất là đẹp và được mạ chrome rất là sáng sạch sẽ. Keo chỉ này, gioăng này, ốc bản lề này, tất cả còn nguyên bản hết ạ. Táp lô thì rất là đẹp rồi ạ. Cái má ghế lái đây quý vị các bạn ạ, chủ xe không hay đi mấy, chỉ có đi một mình thôi, cho nên là cái má ghế còn rất là mới ạ. Cái ghế phụ này thì gần như là mới nguyên ạ, không có người ngồi mấy ạ. Sau đây thì tôi sẽ quay và giới thiệu cho quý vị các bạn xem về cái phần nội thất này, chủ yếu nội thất chính và cái táp lô rồi option cho quý vị các bạn cùng xem. Đây đồng hồ, đồng hồ là chiếc xe chạy chuẩn là 5 vạn 6 km. Và cái đồng hồ này chúng tôi cũng cam kết luôn với quý vị các bạn là chúng tôi không có tua, đồng hồ nguyên bản hết đấy ạ. Và quý vị các bạn xem cái đồng hồ thì quý vị các bạn xem qua cái vô lăng thì biết ngay có tua hay không ạ. Vô lăng nó còn mới như thế này thì điều này chứng tỏ là chiếc xe này chạy rất là ít ạ, chưa có sức sát, thì nếu như chạy nhiều thì nó sẽ mòn hết cả vô lăng rồi. Và xe thì trang bị là rất là nhiều option. Đây ví dụ như quý vị các bạn có thể xem được phanh khoảng cách, cảnh báo lệch làn này, rồi cảnh báo tiền va chạm này, cảnh báo áp suất lốt, có đầy đủ hết rồi. Một số cái chức năng mà đến oai trách có khi cũng chưa có được, cái chức năng ví dụ như là xuống lên xuống kính này, chứ còn oai trách cũng có cảnh báo lệch làn, phanh khoảng cách rồi. Đây cái phần điều chỉnh của cảnh báo lệch làn đây ạ. Đây là điều chỉnh của phanh khoảng cách đây. Còn đây là cảnh báo lệch làn đây này. Cảnh báo lệch làn, hỗ trợ đổ đèo này, cảm biến lùi này, cảm biến trước này, cruise control đã được tích hợp hết lên tất cả cái xe Colorado này rồi ạ. Màn hình giải trí đa phương tiện đây, màn hình trung tâm và là màn hình giải trí đa phương tiện, tích hợp cả camera lùi, điều hòa tự động, đây là phần điều hòa tự động của chiếc xe ạ. Option thì quá là nhiều luôn ạ. Đây là cái phần cầu điện đây ạ. Đây là chế độ cầu, xe 2 cầu và là cầu điện đây ạ. Tất cả còn nội thất này còn rất là đẹp và rất là mới. Option thì rất là nhiều rồi. Tiếp theo thì tôi sẽ quay và giới thiệu cho quý vị và các bạn về cái phần động cơ của chiếc xe. Chevrolet cũng đã trang bị cho chiếc Colorado 2017 này là một cái động cơ diesel 2.8 lít. Đây cái động cơ diesel 2.8 lít của chiếc xe này đây ạ. Và chiếc xe này thì chủ xe đi cũng rất là ít, chỉ hơn 5 vạn thôi, 5 vạn 6 km thôi. Cho nên là máy móc của nó cũng còn rất là mới, rất là đẹp ạ. Tất cả lại còn nguyên bản nữa cơ ạ. Đây quý vị các bạn xem, nếu như chạy nhiều rồi thì là những cái này là nó sẽ xỉn hết rồi. Chứ còn đây máy móc nó còn sáng như thế này, điều này là chứng tỏ là chiếc xe này chạy rất là ít ạ. Đây máy móc thì rất là đẹp ạ. Và chưa có một vết tháo ốc nào cả, tất cả các ốc là còn nguyên bản hết đấy ạ. Tất cả ốc còn nguyên bản hết ạ. Ốc chân cabo đây, keo chỉ đây ạ. Tất cả là còn nguyên bản hết ạ. Chưa có mất một
phân keo chỉ nào cả. Các ốc này còn nguyên bản hết này. Ốc cabo này còn nguyên bản thì chứng tỏ là cái đầu này chưa bị tháo ra đâu. Tất cả ốc còn nguyên bản hết này. Xương đầu cũng còn nguyên bản hết ạ. Điều này là chứng tỏ là chiếc xe có chưa bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả. Nếu như quý vị và các bạn đang quan tâm đến chiếc xe bán tải Colorado 2.8 2018 2017 này thì xin quý vị và các bạn hãy liên hệ theo số hotline của ô tô 360 của chúng tôi là 0905 608 883 để được tư vấn. Và nếu như quý vị và các bạn muốn xem xe trực tiếp, muốn lái thử trực tiếp chiếc xe Colorado này thì xin quý vị và các bạn qua địa chỉ ở cửa hàng chúng tôi ở 16 Tô Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem xe trực tiếp và lái thử trực tiếp chiếc xe này ạ. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những clip tiếp theo. Quý vị và các bạn ơi, thời tiết bây giờ đã bước sang mùa hè rồi, rất là nắng nóng. Với thời tiết đang nắng nóng như thế này mà anh em chúng tôi lại suốt ngày phải làm việc ở ngoài trời thì quả rất là nắng nóng và vất vả. Quý vị và các bạn nếu như muốn ủng hộ anh em chúng tôi thì quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để động viên cho tinh thần anh em chúng tôi làm việc nhé. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những clip tiếp theo.